Tử Quy, Thánh Nhân dạy: hiếu đệ trước, ế cẩn tín, yêu bình đẳng, ngần người nhân, có dư sức thì học văn. Cha mẹ gọi trả lời ngay, cha mẹ bảo chớ làm biếng, cha mẹ dạy phải kính nghe, cha mẹ trách phải thừa nhận. Đông phải ấm, hạ phải mát, sáng phải thăm, tối phải viếng, đi phải thưa, về phải trình, ở ổn định, nghề không đổi. Chớ tự chê, đừng tự bỏ, thánh và hiền dân làm được. Hồi ức của bà. Hiếu Hiếu, cháu mau lại thử bánh hoa quế bà mới làm nào. Bánh hoa quế bà làm là ngon nhất thôi. Vị cứ nhạt nhạt ấy, không thơm như trước. Quả nhiên vẫn như thế. Hiếu Hiếu, cháu nói mùi vị hoa quế của bà nhạt, cháu không cảm nhận được sự vất vả và tình yêu của bà, ngược lại làm cho bà buồn phiền nữa. Ông ơi, nhưng mà bánh hoa quế đúng là có vị rất nhạt mà. Hiếu Hiếu, cháu biết vì sao bà lại làm bánh hoa quế không? Tối nay bố Tiểu Tuệ sắp từ xa về, bà nội đặc biệt làm bánh hoa quế chuối thích nhất, cho nên nói trong bánh hoa quế gói ghém cả tình yêu của bà là thật đấy. Ông ơi, cháu đi xin lỗi bà đây ạ. Bà ơi, bà đừng buồn nữa, tại cháu không ngoan, cháu không nên nói như vậy. Hiếu Hiếu nói không sai mà, bánh hoa quế này dùng hoa quế khô, chứ không phải cánh hoa tươi, cho nên không còn nhiều mùi vị của hoa quế nữa. Bà làm sao đây? Bà ơi, cháu đi tìm cánh hoa quế cho bà nhé. Tiểu Sủng, tớ đang đi tìm cậu đây. Hiếu Hiếu, tớ đã hẹn với Tiểu Hòa tham gia ngày của người cao tuổi rồi, giờ mà không đi sẽ bị muộn mất. Tiểu Sủng ơi, chỉ cần cậu biến ra hoa quế cho tớ là được. Hoa quế ư? Cái này dễ. Tiểu Sủng ơi, tớ cần là cánh hoa quế, cậu đưa cho tớ cành hoa quế làm gì? Hiếu Hiếu, sự sinh trưởng của hoa quế cũng có quy luật, đến mùa thu mới nở hoa chứ. Giờ đang là mùa xuân, cậu bảo tớ đi đâu tìm cánh hoa quế cho cậu đây? Nhưng tối nay bác trai sẽ về rồi. Nếu không tìm được cánh hoa quế tươi, thì không làm được bánh hoa quế ngon đâu. Như thế bà sẽ buồn. Tiểu Sủng ơi, cậu tìm cách nào xem. Phải làm thế nào đây? Có cách rồi. Đây là lọ hoa thời gian, chỉ cần để cành hoa quế vào, thời gian của bình hoa sẽ trở nên nhanh hơn, hoa quế sẽ nở hoa rất nhanh. Tốt quá, Tiểu Sủng cậu giỏi quá. Nhưng Hiếu Hiếu này, làm như thế là đi ngược với quy tắc sinh trưởng của hoa quế, cho nên cần phải chăm sóc kỹ lưỡng, đồng thời phải một bước không rời mới được. Nếu không, hoa quế có thể trong quá trình kích thích sẽ không sinh trưởng khỏe mạnh được. Tớ nhất định sẽ chăm sóc cẩn thận. Vậy thì được, tớ phải đi gặp Tiểu Hòa ngay đây. Tạm biệt cậu nhé. Ôi, ra nụ hoa nhanh thế nhỉ. Ôi, hỏng rồi. Xem ra phải thật sự chăm sóc cây cẩn thận mới được. Hay quá, cuối cùng đã ra hoa rồi. Đúng rồi, mình phải mau đi báo với bà thôi. Bà ơi, bà, cháu tìm được hoa quế tươi rồi bà. Hiếu Hiếu, giờ sao lại có hoa quế nhỉ? Bà ơi, thật mà, thật đấy ạ. Được, được rồi. Vậy bà vào bếp chuẩn bị vật liệu khác, rồi bà cháu mình cùng làm bánh hoa quế, được không nào? Vâng ạ, cháu đi lấy cánh hoa đây. Được rồi, bà đợi cháu ở trong bếp nhé. Bác trai mà được ăn bánh hoa quế từ bà làm sẽ vui lắm đấy. Mấy năm nay con ở xa ít gọi điện về nhà. Mẹ con hầu như ngày nào cũng nhắc đến con. Vâng, công việc bận quá, con toàn quên gọi thôi.
Bố này, sức khỏe của bố mẹ thế nào ạ? Bố mẹ không sao. Mẹ đâu rồi bố? Mẹ đang ở trong bếp làm món bánh hoa quế anh thích ăn nhất đấy. Bánh hoa quế bà vừa làm xong ạ. Hiếu Hiếu ngoan quá. Thơm quá. Ngon quá đi. Con bên đó có ổn không? Cụ là ai ạ? Mọi người là ai đấy? Bố ơi, bố không nhận ra con nữa à? Bố á? Thế nào, có ngon không? Bà cụ, cụ là ai vậy? Ta là ai ư? Ta là mẹ con đây mà. Anh ơi, lẽ nào đến mẹ mà anh cũng không nhận ra à? Đây là đâu thế? Bố ơi, bố đi đâu thế? Bỏ tay tôi ra, tôi phải về. Anh ơi, rốt cuộc anh bị sao vậy? Đây là nhà mình. Bỏ tay tôi ra, cả nhà các người có chuyện gì thế này? Tiểu Sủng ơi, không biết vì sao mà bác trai không nhớ ra ai hết. Cậu mau giúp mọi người đi. Bác trai bị mất trí nhớ sau khi ăn bánh lăng từ cánh hoa quế đúng không? Đúng thế, sao cậu biết? Cậu xem này. Chẳng phải tôi đã dặn cậu không được rời bỏ hoa quế mà. Sao cậu cần bỏ đi chứ? Nhưng mà đã ra hoa rồi mà. Hiếu Hiếu, làm gì cũng phải có trước có sau, phải luôn một mực giữ tinh thần. Cậu đã nhận lời không rời hoa quế một bước, vậy kể cả nở hoa rồi, cậu cũng cần tiếp tục giữ lời hứa chứ. Trời đất vạn vật đều có linh tính, cậu vô trách nhiệm như thế cũng sẽ làm hoa quế hư theo. Bố Tiểu Tuệ chính vì ăn phải hoa quế không tốt nên bị mất trí nhớ. Bác ơi, là tại cháu. Bác nhanh nhớ lại đi ạ. Nhớ lại cái gì? Giờ ta chỉ muốn về nhà thôi. Thôi nào Hiếu Hiếu, cứ buông tay ra đi. Ông ơi, cháu không muốn để bác ấy đi. Bác không nhớ gì cả, ra ngoài sẽ lạc đường mất. Hiếu Hiếu, quan tâm người khác không chỉ cần tình yêu thương của chúng ta, cần hơn là trách nhiệm của chúng ta. Cũng giống như cháu chăm sóc cảnh hoa quế, xem ra là việc nhỏ, nhưng bên trong hàm chứa trách nhiệm. Hiếu Hiếu giúp bà yêu thương con cái, cho nên nếu cháu không làm hết trách nhiệm của mình, như vậy tình yêu thương của bà cũng sẽ có thiếu sót. Còn bác cháu, bác ấy cũng không tưởng tượng như bây giờ. Cháu hãy cứ buông tay, đừng để bác ấy sinh phiền muộn nữa. Con muốn đi, đương nhiên là được. Nhưng đã muộn thế này rồi, e rằng đến bản thân con cũng không biết đi đâu nữa. Hãy cứ ngồi đây nghỉ ngơi đi đã. Ông cụ à, cảm ơn nhé. Bố ơi, con là Tiểu Tuệ mà, bố mau nhớ ra đi mà. Ta không nhớ được gì hết. Anh ơi, anh xem cái này đi này. Đây là bức ảnh sinh hoạt của cả nhà mình đấy. Trong này không có tôi mà. Lạ quá, sao thế được nhỉ? Bao nhiêu năm nay anh ấy ở xa, làm gì có anh ấy chứ? Tôi... Bác ơi, có phải bác nhớ ra điều gì không? Không phải, ta chỉ muốn ăn cái này thôi. Bánh hoa quế đó không được ăn nữa đâu ạ. Tôi biết ở đâu có rồi. Cái này là dành cho bác. Mùi vị rất quen thuộc. Mẹ. Con của mẹ, cuối cùng con cũng nhớ ra rồi. Anh ơi, anh nhớ ra rồi. Nhìn này, em là ai đấy? Em đương nhiên là em trai của anh rồi. Con ngoan của bố. Bố ơi, bố làm con sợ quá. Lạ nhỉ. Bác ơi, sao bỗng nhiên bác nhớ ra vậy? Bởi vì nhờ chiếc bánh hoa quế này có mùi rất đặc trưng, dù nhạt, nhưng mùi vị này chỉ có bà nội mới làm ra được. Vừa ăn được mùi vị này, bác liền nhớ đến bà nội. Hiếu Hiếu, cậu thấy đấy, sự yêu thương của bà nội đối với bác quan trọng như nào. Sau này, tớ nhất định sẽ nghiêm túc giúp bà, cùng giữ gìn tình yêu thương này. Mẹ ơi, con không muốn đi nữa, con muốn ở lại bên hai người. Cha mẹ còn, chớ đi xa. Về mặt báo hiếu, con thật sự rất kém cỏi. Con này, câu này con vẫn chưa nói hết đâu. Cha mẹ còn chớ đi xa, nếu đi xa phải có trốn. Ý nghĩa thật sự của câu này là dạy chúng ta, dù đi xa vẫn phải bẩm báo rõ với cha mẹ, để cha mẹ được biết rõ chúng ta đang làm gì, làm như thế nào. Lúc nào cũng biết được tình hình của chúng ta. Có như thế bố mẹ mới yên tâm được. Hiếu thảo với cha mẹ không chỉ là hành động của con, quan trọng nhất là tấm lòng. Thưa bố, con hiểu rồi ạ. Sau này con nhất định sẽ thường xuyên gọi điện về nhà. Thôi nào, con đi mau đi, đừng để trễ tàu nhé.
Tạm biệt ạ. Tạm biệt bố ạ. Cành hoa quế ơi, sau này tớ sẽ chăm sóc cẩn thận, để cậu lớn lên khỏe mạnh rồi nở ra bông hoa quế thơm nhất. Chào các bạn nhỏ, đi phải thương. Câu nói này là muốn nói với chúng ta rằng phải hiểu được trong sự thương yêu giữa người với người là phải có trách nhiệm. Cho nên trong lòng chúng ta phải luôn nhớ đến người khác. Đừng mang lại sự lo lắng và phiền hà không cần thiết cho người khác nhé. Xuất bản và sản xuất Đồng Chí Cương. Tổng đạo diễn Lưu Vĩ. Phụ trách sản xuất Nhạc Liên Xuân, Lý Lập. Tổng biên kịch Đồng Chí Cương. Biên kịch Triệu Lập Chí, Lý Đăng Siêu, Trương Tịnh Hiền, Đồng Vĩ. Đạo diễn Mã Tăng, Cao Hạ Thành. Chỉ đạo mỹ thuật Hám Bàng, Toàn Phượng Bân. Tạo hình Cốc Vĩ, Đằng Khiết. Nguyên tác họa Vương Diên Phong, Lý Truyền Hồng. Thiết kế hoạt họa Lý Đại Sấm, Lưu Khải, Tiết Tịnh. Bối cảnh Trương Cát Doanh, Hồ Hà. Hậu kỳ Trương Bác Hiên. Âm nhạc Hoàng Hải Minh. Công ty trách nhiệm hữu hạn thiết kế mỹ thuật hoạt hình diệu âm Bắc Kinh trân trọng giới thiệu. Namo Amida Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.